好，新店西游记其实就是新店的在地的地方的一个一年一度的艺术节，然后它基本上是每一年会办一次类似像这样的活动。那它主要的活动的内容其实就是希望，就是我们在地有一些社区啊，或是不同的社群、不同的文化，可以透过这个艺术节呈现出他们自己的美好。哦，那所以我们今年度主要是透过月历的制作。那这个月历的制作，其实它月历我们一年是不是有十二个月？所以我们找到一个主题，讲十二个故事，就可以变成十二个月。那这是新著名的姐妹，她们也有来报一队来参加，所以他们是用美食，就是用异国他们自己的家乡的料理，哦，来让人家知道，哎，我们家乡的一些文化，哦，然后就是可以看见新店有不同的文化呈现这个样子。Xin chào các bạn, mình tên là ông Ngọc Phụng. Tại vì mình ở thành Xuyên Tiên, thành phố Xuyên Tiên, cho nên là mình có tham gia một cái hoạt động của thành phố Xuyên Tiên nó tổ chức, là năm nay làm lên cái lịch mà do tự mình phát huy, cho nên là cũng có thầy cô chỉ đạo trong vòng 5 buổi học, 5 ngày học. Thì mình, vì mình là người Việt Nam cho nên mình giới thiệu những cái món ăn của Việt Nam. Thì trong quá trình mình làm thì mình những cái món mà mình tự nấu thì tự nấu lên, mình chụp hình với chế độ đẹp, xong rồi để in ra cái quyển lịch này thì hình nó không có mờ. Cho nên trong quá trình thì chị em mình cũng vất vả lắm. Trong vòng 2 tuần chị em mình là vừa tự nấu ăn rồi vừa mình muốn quảng bá các quán ăn cho nên mình lại tới quán ăn thử, xong rồi phải chụp hình, chụp không được lại chạy tới chạy lui. Thật sự là học cái này cũng vui nhưng mà trong quá trình làm cũng vất vả lắm. Nhưng mà bây giờ mình đã có cái thành quả rồi, mình cảm thấy là rất là hãnh diện và rất là vui vẻ. Và cảm ơn Cục Văn hóa Đài Loan đã tài trợ. Cái trang đầu tiên á, mình thấy là cái món bánh khọt như là cái món bánh đồng tiền, cho nên mình để cho tháng 1 để cho nó có cái ý nghĩa đối với người Hoa, người Tàu á, là bánh đồng tiền thì nó phát tài, tiền vô như nước. Từ tháng 1 tới tháng 5, bánh khọt, thịt kho, xôi mặn, chanh muối và chè bà ba là do ba chị em mình Phụng, Yến và Kiều, cũng là người ở khu Xuyên Tiên này, tự nấu và chụp lên để làm cái góp phần cho quyển lịch này. Và từ tháng 6 tới tháng 12 thì tụi mình là giới thiệu những cái quán ăn ngon ở trong Xuyên Tiên. Xuyên Tiên mình rất là nhiều quán ăn Việt Nam của chị em mình, giới thiệu từng món của những cái quán ăn. Đây là món phở, ở đây là món cơm gà chiên thái chao mạ chi, xong rồi bún rêu, mì hoành thánh của quán người Quảng, xong rồi bánh cuốn nè. Cái này phở, trang hồi nãy như bún bò Huế, bánh mì thịt, vân vân. Và cái mục đích của mình, mỗi trang mình đều ghi rõ là cái địa điểm và tên quán, thời gian kinh doanh với lại số điện thoại, và mình giới thiệu cái cốt truyện sơ về cái quán đó để cho những người Đài Loan ở bên này họ tìm hiểu thêm. Và mình cảm thấy là người Đài Loan rất thích ăn đồ Việt Nam của mình, cho nên là để họ tìm hiểu thêm và họ để đi đến những cái quán này để thưởng thức. Và sau này thì tụi mình, nếu mà có dịp thì tụi mình cũng sẽ như mấy cái hội chợ này, tụi mình sẽ bán những cái món Việt Nam của mình. Và hôm nay là cái ngày để triển lãm cái trang lịch này, và cảm ơn Lệ đã đến chơi và đến thăm mình. Bye.
背包再丢了，谢谢。丢掉电视，丢电脑，丢掉大脑，再丢脏脑。也许吧，单身少，找不到爱的别人家。感谢。红色多，爱的少，只想越靠越靠，越靠越靠，爱已走散的。祝福各位美好的周六夜晚，我们下次见。谢谢大家，拜拜，谢谢。